ai quàm, ai sơn môi á, thả ai sơn môi, ai sơn môi con tự quàm phải không? Môi. Trời đất ơi, rồi sao sơn cái môi bự dữ vậy? Sao sơn cái môi nó dày dữ vậy? Môi nhỏ, trời ơi, cái sơn đã xong rồi chùi có được không? Trời ơi, sơn đã bị chùi. Cái khác. Trời ơi, giờ nó đi nó làm cái khác, có được đó không? Chờ chút, trời ơi. Rồi, nằm yên xuống. Boss baby. Nằm xuống đây. Ừ, sơn môi đó. Mẹ đâu có la con đâu, con nằm đó đi. Con nằm với đó mẹ đút cho con ăn. Chị Đại mà, con là chị Đại trong nhà mà, mẹ đâu dám làm cái gì con đâu. Để mẹ đút cho ăn cái đi, rồi muốn làm gì làm. Giỏi. Dữ không? Muối. Rồi ăn miếng này đi xong rồi. Ăn miếng đi xong rồi. Muối này mẹ ơi. Ừ. Ăn miếng đi xong rồi. Xong rồi mẹ nè. Ừ. Thôi mẹ không cần, mẹ không cần, mẹ không cần. Mẹ đẹp sẵn rồi, khỏi cần son. Mẹ là đẹp không cần son phấn. Không, mình con đẹp cần son phấn á. Son miết, son cả ngày, cả buổi luôn. Rồi hả miệng ra miếng rồi, mẹ ăn miếng rồi. Hả miệng ra ăn miếng rồi. Hả miệng. Đúng rồi. Rồi hả miệng ăn miếng. Sữa bể. Ừ, hả miệng bự ra nên không dính môi. Giỏi, đúng rồi. Sơn môi xong mình ăn là mình phải hả miệng bự ra nghe chưa, không có được dính đồ ăn nghe không. Đúng rồi, giỏi, ngon quá. Cái hộp này mẹ mua ngon hay chay ha. Có lý nè. Rồi sơn vừa vừa thôi. Sơn hồi dính sô-cô-la vô sơn môi bây giờ á. Đúng rồi, gán đừng có cho trúng môi nha. Con cho mô phịch chơi đồ chơi hả? Đem đồ chơi cho mô phịch chơi đó cô chú. Trời ơi, vuốt mô phịch nhẹ nhàng không? Con phủi bụi cho mô phịch đó hả? Con có cho mô phịch đồ chơi chưa? Cái gì sợ tội tính hung. Tính hung mà. Sợ hung mà. Con gì á? Con gì kể nó đi con. Thôi bye bye mô phịch đi, mình đi. Bye bye mô phịch. Bye bye mô phịch. Đúng rồi. Rồi đi đi con. Ok. À mày, con muốn đi chó hả? Muốn vậy. Lên xe mày đẩy đi. Chuẩn bị sắp tới tuần tới là thời tiết đẹp rồi cô chú ơi. Mẹ chay mới coi. Không đẩy. Không đẩy. Bắt đầu tới thứ ba, thứ tư tuần tới là thời tiết đẹp. Hả? Kêu quá hả? Kêu tinh 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 hả? Nay trời cũng đẹp nhưng mà có cái cũng còn lạnh lạnh. Chứ chưa đẹp tới nỗi mà để mặc quần sọt rồi mặc áo quầm, mặc áo quầm cho chay. Áo quầm phải không chay? Áo đó gọi là áo quầm hay áo đầm ta? Con gì á? Út tay dơ. Trời ơi trời, thơm không? Trời ơi. Còn mấy bông kia làm sao? Mấy bông kia làm sao? Hửi thôi coi mấy bông này làm sao. Đứng xích vô mới hửi được chứ, đúng rồi. Hửi đừng nói đâu, đầu hửi đúng nguyên đá bông luôn, cái nào đúng hửi. Cái nào thơm nhất hả? Cái nào thơm nhất? À con nhảy cái bùm luôn à. À con đứng lên đó, con nhảy xuống cái bùm luôn hả? Trời ơi giỏi quá, nhảy cao nhảy xa quá. Nhảy cái bùm coi.
Trời trời trời. Đi chứ ngày giật đó. Trời té rồi. Nó hỏi mà tôi chưa kịp nhìn, tôi chưa kịp biết là nó quay ra cái khác à. Nó hỏi không có tâm. Nên thường thường mấy đứa mà hỏi không có tâm là không có trả lời đâu nha. Chỉ con gì á, cái quay chú khác nó chơi. Chữ chưa, cô chú thấy chơi giỏi chưa? Chơi đi qua, vượt qua chứng ngại vật, chơi vượt từng hòn đá nè, thấy giỏi chưa? Chơi giỏi. Chơi giỏi quá. Wow. Đá bự. Đá bự, đúng rồi, con nói. Con nói cục đá. Té. Té, đúng rồi. Té tay. Té dơ tay. Rồi, cái tay dơ hầy. Rồi, phủ vô đồ. Con phủ vô tay con á, hai cái tay con phủ lại, đúng rồi. Giỏi quá, thôi đi vậy là được rồi đó. Lên xe đi tiếp. Lên xe đi tiếp đi. Thôi ngồi ngồi xuống hòn đá bự đi. Ngồi xuống hòn đá bự, đúng rồi, ngồi xuống. Đúng rồi, ngồi xuống, mà xéo chân. Ngồi ngồi xuống xéo chân lên. Em bé. Em bé đâu? À em bé là à nó lại nó ngồi em bé. Rồi xéo chân, chéo chân lại, chéo chân lại. Đúng rồi. Để số 2 vậy nè. Đi nữa hả? Trời ơi, nó lại nó đang. Rồi, chéo chân lại. Hả? Bự quá hả? Thôi đi đi, tự nhiên vòng vòng khu này chứ vậy. Trời ơi, nãy mày thấy con, mày nãy mày thấy có con sóc hay con chuột gì chạy kìa. Thấy chưa? Phải đi từ từ. Đi, mày dẫn lại con sóc con chuột đi lại đây, lên xe ngồi đi. Lên siêu xe ngồi, mày chở đi coi con sóc con chuột. Đúng rồi, sóc với chuột, ngồi lên. Bye bye flower, đúng rồi. Bye bye cháu. Bye bye gì? Bye bye. Bye bye cây. Bye bye. Đúng rồi. Con chim. À con chim, à con chạy là con dí con chim đi. Nó đợi đếm á, nó đếm coi có mấy con chim á. Chim bay mất tiêu rồi. Coi chừng có rắn nha. Lấy đồ chơi cho chim chơi hả? Có con bướm á con, kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng xè đôi cánh đó, nó bướm đó. À cho bướm đồ chơi, đúng rồi. Hiện chim đang đứng kia kìa, đem lên đồ chơi cho con chim. Chim đang đứng đằng kia cục hộp đó. Chim đang đứng ở chỗ khoảnh đá đó kìa. Em nói lại nói là em yêu chim, em mến chim nha. Nói vậy chim mới đứng lại, còn không nói là chim đi luôn á. Nói chim ơi đừng đi. Nói chim ơi đừng bay. Khỏe nha, coi chừng nha. Nó hết dí dịch tới nó dí chim. Nó dí dịch đó thì bị dịch bay xuống nước, mà dí chim, chim bay lên trời. À để xuống, để xuống. Để xuống coi. Đúng rồi. Ủa giờ đi bộ luôn hả? Coi chừng ở trong đó có rắn nha. Sợ, sợ, sợ. Sợ là mình phải thở hổn hển, hổn hển. Trời ơi, bung lụa đó, cái đó gọi là bung lụa đó cô chú. Con nói đi bung lụa. À hết chim rồi hả? Con phải nói mẹ ơi, chim bay đi hết rồi, chứ con không phải nói là mẹ ơi hết rồi chim. Mẹ ơi, chim bay đi hết rồi. Đúng rồi. Trời. Hả? Muốn đi ba hả? Ủa ba đi đâu rồi? Muốn đi Úc. Ừ đi Úc nữa mà ba đi đâu rồi? Muốn đi Úc, muốn chạy đi Úc. Chạy đi Úc phải không? Chạy đi con. Ừ. Chạy đi con kia. Ừ chạy đi Úc đi cho anh đi. Mà ba đi, ba chạy đi đâu rồi? Ba chỉ đi học. Ủa ba đi học rồi hả? Ba đi học gì? Ba đi học trà sữa đó chơi. Ủa ba đi học mua sữa đó chơi hả? Con mẹ làm sao? Ở sữa cho trò chơi. Mẹ mua sữa với đồ chơi hả? Rồi mà mẹ tên gì á? Cười. Mẹ tên gì?
chơi với mẹ ơi. Được chơi. Nhưng mà mẹ tên gì á? Sợ sự dễ sợ. Đi lên xe mẹ đẩy, tự nhiên đẩy mẹ đẩy mình mẹ vậy? Vô lý không? Con đi con bỏ mẹ mình mẹ buồn quá. Mẹ vô mẹ cất xe đạp nha, không có đi xe đạp mày, mẹ vô mẹ cất xe đạp. Cái gì? Không cất xe đạp. Không cất xe đạp hả vậy con đẩy mày đẩy xe đạp mình mẹ mệt quá, không phải ngồi lên mẹ mới đẩy được chứ. Rồi ngồi lên đi. Không cất xe đạp mà. Không không mẹ cất xe đạp nha. Dạ. Bà trộm không? Mẹ mệt pin. Gì muốn ngồi pin nữa, giờ lấy xe đạp khác nữa hả? Có nhiều sự lựa chọn quá ha, bởi vậy mua nhiều quá mắc mệt quá. Rồi, những này vô đây đi. Muốn nào? Muốn anh nào. Muốn anh nào phải không? Dạ. Có anh nào tự đạp á, chứ mẹ không có đẩy đâu đó. Nhà nhiều siêu xe mệt quá cô chú ơi. Để ngoài dơ rồi, mày, cậu mẹ phủi ra hết dơ. Rồi, xong rồi. Rồi, bỏ vô. Rồi, đạp đây đi, tự đạp. Để lên kia. À để bên kia, ờ à, để dưới đây nè. Trở lên. Rồi. Ôi có phấn nữa kìa, đã ôi, chưa? Đã. Đã. Gãy rồi. Gãy rồi, vẽ đi lấy phấn ra vẽ đi. Lấy phấn ra vẽ đi, con ngồi vẽ đi. Ra ngoài đường vẽ, ra ngoài đường vẽ. Đi, cầm phấn ra ngoài đường vẽ. Đó, ngồi đây vẽ nè, vậy đi, ngồi đây đẹp, vẽ đẹp nè. Dạ ngoài đây nó láng mướt nó đẹp nè. Mẹ ngồi đi mẹ quay ra nhìn thông cũng đẹp nữa. Mẹ vẽ. À mẹ vẽ ha, mẹ vẽ cái bông nha. Vẽ bông nè. Cho vẽ gì á? Vẽ bông. Bông nào? Bông màu pink. Bây giờ xạo à, cầm cái đó màu blue sao vẽ màu pink được? Pink nào? Nè, đó mẹ cho con. Hai cây. À con đổi với mẹ hả? Nó chơi rồi. Trời ơi con vẽ ABC đi. Chơi vẽ ABC này, ABC đi, FG đi. Thôi mẹ không vẽ đâu, mày cầm để mày cầm mày quay chơi. Lấy con. Ôi trời, cảm ơn nha. I got it. No, you got it. Rồi cảm ơn chơi. Chơi con hello bà Dolores kìa chơi. Hello, hi Dolores. Crap people. Oh, what are you doing? We outside. Oh, you are outside. JD. You can't come in because I sweep the floor. Say I'm drawing. Mama, take a picture of you. Yeah, say I'm drawing outside. You're looking pretty. You're getting prettier every time I see you. Okay. Okay, when I get my house all cleaned up and you can come over, okay? Okay. Bà chị lo đợt, bà nói để chừng nào mà tao dọn nhà tao sạch sẽ rồi mày có thể đi qua nha, cái đó nó ok. Biết là hiểu bà nói gì không đi. Hay bên kia. Bên kia nè. À, bên kia nè. Ủa Lucky từ sáng giờ đâu không thấy chơi hả? Từ tối hôm qua giờ không thấy luôn á. Đi mẹ ui. Hả? Đi mẹ ui. Đi mẹ ui hả? Mẹ màu blue. Đúng rồi, dép mẹ màu blue, đúng rồi. Đi. Đúng rồi, ngồi xuống đi. Thôi con vẽ đi, mẹ không vẽ đâu, mẹ làm biến vẽ lắm. Con vẽ mẹ coi được rồi. Màu blue. Mẹ cảm ơn con nha. Mẹ giúp con. Rồi, giờ mẹ vẽ nha. Mẹ. Bây giờ con vẽ mẹ coi, giờ con vẽ cái mặt của mẹ coi, vẽ mắt, mũi, miệng coi. Miệng nè. Miệng đâu? Mũi nè. Mũi nè. Nhiều hai mũi dữ rồi. Mắt nè. Miệng nè, đúng mũi rồi. Nè. Trời ơi. Mũi nè. Wow, cô chú thấy chơi vẽ đẹp chưa? Đây nè. Ủa đâu rồi? Cái này để vậy kìa. Đó, hai con mắt, cái mũi, cái miệng nè. Wow. Vẽ ba. Vẽ ba hả? Ừ.
Còn vẽ mẹ là phải có tóc, vẽ tóc cho mẹ coi. Ok. Ok, vẽ tóc vô. Tóc với hai lỗ tai nữa nha. Đó, tóc đó. Sao rồi? Ủa, sao cái đầu với cái tóc sao nó lạc lìa lạc lội vậy? Cái đó lỗ tai đó, đó. Sao tóc với cái đầu lạc lìa lạc lội nhau vậy? Hả? Giữ ta. Vẽ đi. Vẽ đi, ok, vẽ. Vẽ ngôi sao, vẽ twinkle twinkle little star. Giờ mày vẽ twinkle twinkle little star nha. Mẹ, con mỗi nè. Mắt nè. Mày chị. Miệng nè. À, mũi nè, mắt nè, miệng nè, đúng rồi. Đưa đây, đưa vậy. Đưa đây mẹ vẽ twinkle twinkle little star. Twinkle twinkle little star. How I. Nè trai ơi, mẹ vẽ twinkle twinkle little star nè trai. Đó. Đẹp chưa? Em bị em bự. Ừ, vẽ bự luôn, đúng rồi. Vẽ flower hả? Nãy giữa flower. Ừ. Có ra ngoài đường này vẽ cho mới lại nó chứ mà còn ở trong nhà vẽ sao lại nó được. Thường thường đi vô mấy cái xóm mà thấy có chỗ vẽ vậy là mấy người ta biết là trong xóm này có con nít. Mùa hè tụi nó ưa ra vẽ vậy lắm. Nhìn nó dễ thương đáng yêu. Sao hai cái anh chị mà hồi đó hay đánh banh đó sao từ bữa giờ thấy ít thấy tụi nó tại đâu ta. Để cho chơi lại đây chơi chơi. Nè, vẽ đây nè con. Vẽ đây nè. God bless you. Vẽ khắp sớm luôn chơi ha. Trời ơi, mỗi cái là nó vẽ một cái coi được không? Hồi nó khắc tên nó đó, nó làm dấu để có ai mà không thấy con chay nữa là biết ra đó nó ở đâu á. Trời ơi, dữ chưa, mỗi cái đều có mang dấu ấn luôn kìa. Quá đẹp luôn, hay lắm bồ ơi. Đẹp quá bồ ơi bồ. Vẽ flower. Vẽ flower sao? Trời ơi, trời ơi chay có cái flower kìa, đẹp chứ chay. Chay đi, look at the flower. Yellow flower. Ừ, flower màu vàng kìa, đẹp chưa hả? Hay bằng. Cho con đếm cho mẹ coi có bao nhiêu cái flower. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 đếm đàng hoàng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ôi giời ơi, ở đây mấy cô mấy chú, mấy cô này trồng cái này gọi là green onion nè, là hành lá nè. Ừ, hành lá nè. Để mẹ đi mua, để mẹ lấy hành lá ở nhà mẹ cắm xuống thử mình trồng, mẹ trồng thử coi hành lá có mọc không chay. Không phải, xạo quá. Đếm cho đúng đàng hoàng, đếm như chuyện vẫn chơi. Ông quên đi lên đếm. Anh đi ăn. Anh đi ăn mà. Ủa lên kia lên bàn ngồi ăn hả? Có ai cho không ăn?